sáng 27 tháng 9, Tổ chức Tài chính Team, Phòng Giao dịch số 4 huyện Vĩnh Tường tổ chức trao tặng quà tri ân các cụm trưởng, thành viên team tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Quỹ Team Việt Nam. Dự hội nghị có lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, lãnh đạo Quỹ Team Phòng Giao dịch số 4 huyện. Tại buổi trao quà, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử ra đời và chặng đường Quỹ Team Việt Nam 30 năm qua, đồng thời ôn lại quá trình hình thành và phát triển của team, chi nhánh Vĩnh Phúc và team, phòng giao dịch 4 huyện Vĩnh Tường. Tổ chức tài chính Vimo, trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương tiền thân là Quỹ Tình Thương. Đây là tổ chức tài chính Vimo đầu tiên tại Việt Nam do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sáng lập từ năm 1992. Sau 30 năm hình thành và phát triển, team đã hỗ trợ nhiều phụ nữ, hộ gia đình nghèo, phụ nữ yếu thế và phụ nữ có thu nhập thấp đặc biệt ở nông thôn thông qua các dịch vụ tài chính. Team chi nhánh Vĩnh Phúc bắt đầu hoạt động tại tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 1995, tháng 11 năm 2016, tổ chức tài chính Tình Thương Team phòng giao dịch 4 huyện Vĩnh Tường được thành lập. Đến nay, Quỹ Team Vĩnh Tường có 1.704 thành viên là chị em phụ nữ tại 12 xã, thị trấn. 6 tháng đầu năm số vốn hỗ trợ cho các chị em để phát triển kinh tế gia đình đạt 11 tỷ đồng, dư nợ tiết kiệm đạt 12 tỷ, tỷ lệ hoàn trả đạt 100%. Nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Quỹ Team Việt Nam, tổ chức tài chính Team, phòng giao dịch 4 huyện Vĩnh Tường trao tặng quà tri ân cụm trưởng, thành viên team tiêu biểu.